quá mưa các bạn ơi. À, tính làm video cho mấy bạn mà giờ mưa quá mưa rồi, cái xe hành trình của mình nó phải ở ngoài trời luôn rồi, còn mình ông cải nấp thôi. À, đồ nghề giỏ đồ mình nè, bây giờ chịu các bạn ơi. À, giỏ nước con đồ đầy đủ hết nè. Mà kêu đi làm video cho anh em. À, hôm nay lục rẻ đồ quá căng, cứ cùng đi xuống trại tốn dịch luôn rồi. Mà gặp mưa các bạn ơi, mưa xe hành trình mình ở ngoài mưa quá mưa các bạn ơi, như là ngày nó mưa cả nước. Mưa sáng giờ mưa to lắm các bạn ơi, mình ở trại nè, có đang ngồi được xe để ngồi trại rồi trời luôn rồi, không có đi làm video được rồi anh em ơi. Mưa miết tôi tả, tôi tả giờ phải làm nhớ anh em quá mượn biết làm gì thôi, làm thuốc tâm sự xí. Cả nhà mình dạo này vẫn khỏe chứ? To lắm cả nhà ơi, mưa kiểu này chắc tình hình khó đi làm ra video cho các bạn quá, mưa to quá to luôn, mưa trắng trời trắng đó luôn, để mình quay cho các bạn xem này, mưa quá mưa các bạn ơi, tính làm video cho mấy bạn mà giờ mưa quá mưa rồi. Cái xe hành trình của mình nó phải ở ngoài trời luôn rồi, còn mình ông cải nấp thôi. À, đồ nghề giỏ đồ mình nè, bây giờ chịu các bạn ơi. À, giỏ nước con đồ đầy đủ hết nè. Mà kêu đi làm video cho anh em, núi rừng trùng điệp đang chờ đón mà mưa quá mưa mấy bạn ơi. Bữa này chắc tình hình không ổn rồi mấy bạn ơi, tháng 7 nước nhảy bờ rồi, trắng trời trắng đất luôn, mình chỉ ở một trại thôi không đi đâu được các bạn ơi, quá mưa luôn, mưa từ sáng giờ luôn mà mưa nước chảy hết rồi, mưa to mà gió lớn rồi mấy bạn. À, à, thời tiết giờ mưa quá mấy bạn à, không có đi làm video được cho các bạn, giờ phải quay trời mưa, cái cảnh buồn bã của Hiếu Quân Trung. À, mình cũng rất là buồn cho cả nước của mình đang dịch giả rất là lớn, đại dịch thì cũng giống như là chúng ta đang chung tay chống dịch mạnh mẽ, cả nước đang siết vòng dây để mà thắng dịch Covid đó. Mình cũng thấy tin tức hàng ngày, xem tin tức liên tục. Sài Gòn Bình Dương giờ đang căng quá mấy bạn ơi, các anh em ở thành phố thấy cũng khó, không ra được khỏi nhà luôn. Các bạn nào ở thành phố nhớ giữ gìn sức khỏe để mà vượt qua dịch một cách nhanh chóng và khỏe mạnh, để sau dịch chúng ta còn tiếp tục những cái cuộc sống nó đang còn lỡ dở, chúng ta còn nhiều cái ước vọng, nhiều hồi bão, giờ cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, bây giờ làm nông cũng vậy các bạn ơi, nó khó cửa khó cổng hết giờ. À, bữa giờ rồi cũng có anh em đồ cũng đóng hàng đóng đồ đi gửi lên các cái chỗ từ thiện cho, đem về thành phố phát từ thiện cho anh em ở dưới thành phố, chứ còn giờ bán mai mua nữa các bạn. À, nước chảy suối các bạn. À, rồi các bạn thông cảm cho Hiếu Nguyễn Trung, mưa gió giờ quá căng thẳng quá không có đi làm được video nha. À, các bạn nào vào xem thì nhớ ủng hộ mình để mình còn có nhiều động lực để ra nhiều cái video hay hơn nữa nha các bạn. Cũng xin cảm ơn các bạn cũng ủng hộ kênh mình trong suốt thời gian qua.
Ngài cũng xin chúc quý vị các bạn, anh chị em ủng hộ Hiếu Nhân Trung thật nhiều sức khỏe để mà vượt qua đại dịch một cách nhanh chóng, và sau cái chiến dịch thắng dịch dịch này thì chúng ta còn nhiều hồi bão và nhiều cái tương lai đang chờ đón. Mong rằng dịch sẽ qua nhanh để chúng ta trở lại cuộc sống những cái ngày thường của chúng ta. Giờ mình cũng quay cho các bạn là nỗi buồn và làm sao mà Hiếu Nhân Trung đã chuẩn bị nhưng không làm được video cho các bạn. Thì các bạn nào vào xem thấy video mình hay và đồng tình với nỗi buồn của Hiếu Nhân Trung, xin cho Hiếu Nhân Trung một like, nhớ đăng ký kênh. Khi chưa đăng ký nhớ phải nhấn chuông subscribe kênh để có những video thật hay thật thú vị sẽ đến với các bạn nhé. Còn bây giờ Hiếu Nhân Trung xin nói lời thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.